Chào tất cả anh em nhé. Thì hôm nay sau ngày nghỉ lễ 34 1 tháng 5, hôm nay bên em đóng hàng đây. Thời gian vừa qua có rất là nhiều anh em lấy đẩy PL2.6 anh em nhé. Vì cái con này với con H500 kìa, là hai cái dòng này là vừa rồi là bên em là giảm lên tận 200.000. Đó. Giá đang là 4 triệu 500.000 đồng, giảm 200.000 nhân ngày 34 1 tháng 5 nên anh em lấy rất là nhiều. Anh em lấy là 4 cục. Đấy. Và F7409 này và đẩy H500 vàng đây. Anh em lấy vàng thì tặng anh em dây giắc ca lông này nhá, tí sẽ đóng hàng cẩn thận cho anh em. Ok chưa? Đó, tặng giắc ca lông. Một cặp giắc ca lông và một dây. Đó, dây này dây quang anh em nhá. Để vài anh em kết nối và cũng đi được 3 bộ mic. Đó, mic này là mic BS800 này. Ở đây thì em đã test hết rồi. Đó, test hết rồi thì tí nữa sẽ cho vào đóng. Đóng cẩn thận và gửi đi cho anh em thôi. Đó. Đấy, vừa rồi bỏ ra test hết rồi anh em nhé. Nhưng cái bộ mic này test hết rồi. Đó. Vang số. Đấy, vang số này thì đã setup đầy đủ cho anh em 6 chế độ rồi. Còn có một số anh em thì mua thì anh em bảo là mở cả cái nội thất, quay cả nội thất của cái cục đẩy PL2.6 này để cho anh em xem. Thì ok, thì em sẽ lấy một cục đẩy chuyên test chất âm của bên em anh em nhé. Cục này thì em sẽ mở nội thất ra để cho anh em xem cái nội thất bên trong của nó. Đây. Con này thì nó công suất của nó là 600W. Với dòng này thì nó sử dụng mạch cửa AB, cho nên là dòng này công nghệ mới. Cho nên là chất âm của nó thì nó khá là sáng. Rồi. Đây dây nguồn của nó đây anh em nhé. Ở đây là dây nguồn cục đẩy đây. Nó rất là khủng luôn, dây nguồn 2 chấu. Thì với 4 cái cục đẩy này, bốn cái cục này thì là hôm nay thì em có test và gửi đi cho 4 bác ấy. Thì giá thì là anh em mua trong cái thời gian khuyến mại là chỉ có 4 triệu 300 nghìn đồng thôi. Còn đâu từ ngày mùng 1 tháng 5 trở đi ấy, từ bắt đầu từ hôm nay trở đi anh em nhé. Từ hôm nay là ngày mùng 3 rồi. Đấy, là tất cả thì nó trở về cái giá cũ là 4 triệu 500 nghìn đồng. Đó. Đây, một số anh em bảo muốn xem nội thất đây thì cho anh em xem luôn. Đấy, biến áp đây nha anh em nhé. Biến áp nguồn đồng hết. Đấy, bao đồng hết cho anh em, ok chưa? Đây là mở con này là con chuyên test chất âm anh em nhé. Con này là con ở ngoài thôi. Đó, anh em nhìn cái lõi đồng nó rất là to luôn, rất là khủng. Số này sử dụng 4 tụ thôi. Sử dụng 4 tụ. 4 tụ là 50V, 10.000 mi. Đó. Đây, main mạch. Đó, rất là chất, đúng không ạ? Sò thì con này nó rất là ít sò. Đó. Vì cái dòng đẩy công nghệ mới nó không cần nhiều sò. Đó, như cái dòng đẩy cũ. Đúng không? Con này sò nó chỉ có 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Đấy, 13 sò thôi anh em nhé. Chưa kể bù áp, 14 sò, chưa kể bù áp. Đấy. Và cái quạt. Quạt mát của nó thì nó nằm ở vị trí trên này. Ở trên cái thanh nhôm tản nhiệt này. Con này thì em đã sử dụng rất lâu rồi. Đấy, con này là chuyên test chất âm em sử dụng khá lâu rồi mà anh em thể thấy đây. Nhìn nó rất là ok, nó rất là ngon, khá là chất. Về mặt đằng sau, mặt đằng sau thì điện nguồn anh em lại cắm vị trí này anh em nhé. Về dây giác loa chúng ta sẽ đấu vào đây. Sử dụng dây gài, nó rất đơn giản thôi. Anh em cứ đấu đỏ, dây đỏ là dây dương đúng không ạ? Chúng ta cứ đấu đen thì âm, đấy thì ai cũng biết rồi. Đấu này nó rất là đơn giản thôi.
kết nối từ vang thì anh em sẽ kết nối xuống cái cục đẩy này, thì kết nối vào đường input này. Ngoài ra có hai cái đường đinh. Tất cả cục đẩy này thì em đã gạt sang chế độ parallel hết rồi. Ở đây nó có chế độ bleed này, chế độ parallel này, chế độ stair này. Xin lỗi em nhé, đã gạt sang chế độ stair hết cho anh em này. Đó, để sang chế độ stair hết cho anh em này. Đó. Đó, thì có một số bác anh muốn xem nội thất đấy, thì em mở nội thất cho anh em xem luôn. Còn mặt thì con này thì quá chất rồi, mặt thì nhìn nó quá đẹp luôn này. Đó, PR2.6 nhá. Đây là 4 cục. Ngày hôm nay đi được 6 cục đẩy anh em nhé. 4 cục PR2.6 này. Đó, một cục đẩy H500 này. Đó, một cục đẩy F7409 này. Đó, ngày hôm nay đi khá nhiều và vang đây. Vang đây thì có 6 con này thì em cũng đã setup cho anh em hết rồi. Và tặng anh em là mỗi anh em là một cặp jack ca lông này anh em nhé, và một cái dây quang. Nói chung là tất cả thì là hàng như anh em thấy ấy, đều là hàng mới hết. Ở đây thì mic này thì vừa rồi em cũng test xong hết rồi đó, tí nữa sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh thôi. Đó, toàn hàng chất đúng không ạ? Thì nhân cái ngày 30/1/5 ấy, nghỉ 3 ngày lễ, 2-3 ngày lễ đó, thì bên em không giao hàng được nên nó cũng đọng lại. Hôm nay mới gửi được hàng cho các bác. Thì anh em chỉ đợi trong vòng, anh em miền Nam thì tầm 5 ngày anh em nhé. Tầm 5 ngày. Tầm 5 ngày anh em nhận được hàng. Có bác thì tầm 5-6 ngày ấy. Còn đâu anh em cứ ở miền Trung thì tầm 3 ngày thôi, 3-4 ngày thôi. Ở ngoài Bắc thì chúng ta chỉ tầm 2 ngày ok. Ở ngoài Bắc bây giờ tầm 2-3 ngày anh em nhé, là anh em nhận được hàng hết. Thì đây là những cái sản phẩm rất là tốt để gửi đến cho anh em. Đó. Đây là con vang này là vang LX8 nhá. Em sẽ bỏ ra cho anh em. Vang này là vang LX8 này. Con vang này thì hiện tại giá đang là 3.300.000 đồng. Đó, 3.300.000 đồng. Có rất là nhiều bác lấy. Đấy, em bán khá là rẻ. Ở đây thì phụ kiện nó sẽ có pin anh em nhé. Đó, pin này, một cái dây USB để kết nối với máy tính này, một cái remote này, khiển này. Ở dây nguồn 3 chấu này, sách rất sử dụng. Ở đây thì con này thì những con này thì đã setup đủ rồi. Đó. Còn đây cục đẩy PL2.6 này thì cái dòng này thì giá thì anh em lấy đấy, vừa rồi em lấy thì giá chỉ có 4.3 triệu thôi. Đó, thì nó riêng là 4 cục này là 4.3 triệu anh em nhé. Còn từ bây giờ trở đi là giá trở về là 4.5 triệu. Con H500 này trước là 4 triệu, bây giờ bán cho bác một bác khách trong thời gian 30/4/1/5 là chỉ còn 3.8 triệu thôi. Đấy. Cục đẩy F7409 thì bên em vẫn giá là 8.6 triệu. Đó. Đó, mic BS800. Đó, bộ mic BS800 này giá thì mic BS800 này thì giá đang là 3.600.000 đồng. Đó. Rất là chất. Đó. Vừa rồi test rất là ngon lành rồi. Thì ok nhá. Thì bây giờ em sẽ đóng lại tất cả sản phẩm này và chuyển đi cho anh em. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng cứ gọi trực tiếp với em thôi. Tất cả như anh em thấy đây đều là full bóc hộp mới hết, bảo hành 12 tháng. Lỗi tháng đầu tiên nhà sản xuất thì anh em sẽ được đổi mới. Rồi ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo ạ.